Xin chào tất cả các cô chú và anh chị. Thì ngày hôm nay Nhất Sinh rất là vui mừng. Thật sự là mấy ngày nay Nhất Sinh rất là vui mừng khi mà được hôm nay đặt vé mấy bữa giờ nhưng mà hôm nay mới có. Đây là Nhất Sinh đang đứng tại rạp chiếu phim Lotte Mart Phan Thiết coi một bộ phim rất là hay, đó là bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành. Thì ngày hôm nay Nhất Sinh cũng rất là háo hức, cũng như là rất là thường là người khiếm thị thì chỉ là vô đây chỉ là nghe phim thôi, thường là tất cả cô chú anh chị coi thì coi bằng mắt, còn Nhất Sinh thì coi bằng lỗ tai, và Nhất Sinh sẽ như là cảm nhận cái bộ phim này như thế nào. Thì lát hồi nữa Nhất Sinh vào, Nhất Sinh nghe từng nhân vật ở trong đó và trong bộ phim đó. Thì bộ phim này cũng là anh Trấn Thành là đạo diễn của bộ phim Bố Già. Thì mấy ngày nay Nhất Sinh cũng lên mạng, Nhất Sinh cũng nghe rồi tất cả các đọc báo trên truyền thông và cũng biết về cái bộ phim này. Nhất Sinh rất là vui mừng khi mà được đi coi với gia đình và được cầm vé tận tay để tặng lỗ tai của mình để vào xem cái bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành. Tất cả cô chú, anh chị khán giả sẽ cùng theo chân Nhất Sinh vào trong rạp để xem bộ phim. Nhưng mà hôm nay là vô rạp là không được quay phim, bởi vì là coi nghe bộ phim này xong thì ra Nhất Sinh sẽ cho cái cảm nhận của Nhất Sinh khi mà được nghe bộ phim và nghe từng nhân vật ở trong đó. Nghe nói bộ phim này là khóc cũng có, mà cười cũng có, mà buồn cũng có luôn. Thì Nhất Sinh rất là háo hức để được vào xem bộ phim này. Xem bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành. Thì còn vài phút nữa là Nhất Sinh sẽ được nghe bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành. Thật sự nên Nhất Sinh rất là háo hức để mà nghe bộ phim này, tôi sẽ cảm nhận về bộ phim này. Nhất Sinh cảm nhận của Nhất Sinh lúc này thật là có rất là nhiều cảm xúc, bởi vì bộ phim Bố Già Nhất Sinh nghe, Nhất Sinh cảm nhận rất là xúc động, bởi vì là một người cha hy sinh cả cuộc đời dành cho người con. Sau này Nhất Sinh sẽ yêu thương người ba và cũng như là yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn, và có đôi khi thì Nhất Sinh cũng có cái lỗi của mình trong đó, nhưng mà ai cũng có lỗi hết, nhưng mà đều là sẽ sửa được cái lỗi của mình, sẽ yêu thương người cha của mình bên cạnh, luôn luôn dẫn Nhất Sinh và theo Nhất Sinh trong mọi bước đường, mỗi bước chân của Nhất Sinh. Thì hôm nay em cũng cảm ơn anh Trấn Thành cũng như tất cả các ekip và diễn viên đã làm cho em thật sự rất là xúc động. Em rất là ngưỡng mộ anh và bộ phim của anh. Em lần đầu tiên đi coi rạp và rất là cảm thấy rất là ngại ngào khi mà bộ phim cũng có khóc, có cười, có buồn, có rất là nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc cảm xúc. Em cảm ơn anh Trấn Thành cũng như là tất cả diễn viên đã cho em được một bài học là luôn luôn yêu thương những người thân, đặc biệt là người cha mẹ của mình đang còn sống với mình. Mình luôn luôn yêu thương và trân trọng. Và Nhất Sinh cũng cảm ơn người ba của Nhất Sinh. Thì đây là ba của Nhất Sinh, thì Nhất Sinh cùng với ba thì con cũng coi cái bộ phim này thì con cũng rút ra một cái kinh nghiệm là luôn luôn là yêu thương người cha của mình và luôn luôn quý trọng và bên người cha của mình khi mà người cha mình đang còn bên mình. Bởi vì là một đời người rất là ngắn ngủi nên là những người mình yêu thương được thì mình cứ trân trọng. Thì ba con muốn tâm sự với ba là như vậy. Thì ba có cái cảm nhận gì trong cái bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành? Rồi chào quý vị khán giả, thì hôm nay thì hai cha con cũng đi xem phim Bố Già của Trấn Thành. Thì nói chung là cái buổi dọc cũng háo hức, thì hôm nay thì được dắt Nhất Sinh đi trải nghiệm cái bộ phim Bố Già. Nhưng mà suốt một bộ phim gần 2 tiếng đồng hồ thì ba và Nhất Sinh rất là coi phim xong là cái cảm xúc nó dâng trào. Thì nói bộ phim là người cha lúc nào cũng hy sinh tất cả cho con, thì ngược lại người con cũng muốn bù đắp lại cho người cha. Thì nói chung là hai cha con coi phim này rất là xúc động. Thì bây giờ cũng mong là khán giả thì nhớ ủng hộ kênh, ủng hộ bộ phim Bố Già của Trấn Thành. Thì cũng mong Trấn Thành sẽ ra nhiều bộ phim hay hơn nữa. Cảm ơn em. Con cũng Nhất Sinh cũng hy vọng rằng bộ phim Bố Già này sẽ truyền đạt được với tất cả các bạn trẻ bây giờ hãy luôn luôn yêu thương người cha của mình và đặc biệt là cha mẹ mình. Em chúc cho bộ phim của anh Trấn Thành sẽ được nhiều người không chỉ là trong nước cũng như là tất cả trên thế giới luôn sẽ biết được cái bộ phim Bố Già rất là ý nghĩa của anh Trấn Thành cũng như tất cả diễn viên trong đó. Rồi xin chào quý khán giả. Cảm ơn.